Tiếp nối chương trình là bài phân tích thời sự có tựa đề Thái Bình Dương, quân số của Mỹ sẽ đủ đông và ở đúng chỗ của nhà báo Trần Văn, đa trên trang VOA vào ngày 1 tháng 12. Mời quý vị cùng chia sẻ. Thái Bình Dương, quân số của Mỹ sẽ đông đủ và ở đúng chỗ. Stars and Straps vừa giới thiệu một số điểm chính của Global Posture Review thẩm định vị thế toàn cầu do Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện để điều chỉnh việc phân bổ các nguồn lực quân sự của Mỹ trên phạm vi toàn cầu Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ vừa loan báo vụ hoàn tất Global Posture Review hồi đầu tuần này, chứ không công bố toàn bộ nội dung. Nhưng theo một số nguồn thảo tin, cuộc nghiên cứu kéo dài 9 tháng xác định tàu cộng là trọng tâm ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là nơi phải tập trung, chú ý. Các chuyên gia tham dự Global Posture Review cũng cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ nên gia tăng đầu tư cho nguồn lực quốc phòng bào cam một hòn đảo là lãnh thổ Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương và Úc. Còn nhớ, mục tiêu của Global Postal Review là hỗ trợ Bộ Quốc phòng Mỹ tính toán, quyết định việc phân bố nguồn lực, bảo đảm có đủ quân số ở đúng những vị trí cần thiết trong giai đoạn sắp tới. Một viên chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ yêu cầu ẩn danh, bảo với báo giới rằng Global Postal Review tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Mỹ cần tiếp tục theo đuổi chiến lược kiềm chế, ngăn chặn sự hung hăng của tàu cộng và những đe dọa tiềm ẩn từ Bắc Hàn. Bộ Quốc phòng Mỹ được khuyến cáo là nên giảm đầu tư nguồn lực vào các khu vực khác để gia tăng hoạt động ở Ấn Độ Thái Bình Dương và nâng cao khả năng sẵn sàng tham chiến tại đó. Cũng theo viên chức vừa đề cập, không chỉ khuyến nghị gia tăng quân số, đầu tư cho nguồn lực quốc phòng ở Guam, Úc, Global Posture Review còn lưu ý Bộ Quốc phòng Mỹ nên phát triển hạ tầng quân sự trên các đảo ở Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Mỹ đang và sẽ còn tiếp tục làm như thế với đồng minh và các đối tác. Dựa trên Global Posture Review, chính phủ Mỹ sẽ tham vấn các đồng minh trong khu vực để xác định vị trí đồng trú của quân đội Mỹ tại đó trong vài năm tới. Tuy nhiên, viên chức đề vừa đề cập không cung cấp thêm chi tiết nào, nhưng theo Star -Strap, một số đồng minh của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương đã khẳng định sẵn sàng tiếp nhận quân đội Mỹ đến trú đóng để bảo vệ khu vực này trước sự hung hăng ngày càng cao của tàu. Trong hạn tháng 9 năm ngoái, Palau, một quốc gia ở tại Thái Bình Dương, đã ngỏ ý mời Mỹ xây dựng các cơ sở quân sự trên hòn đảo cách phi khoảng 930 dặm về phía đông. Trả lời báo giới, Bà Mara Kallin, phụ tá thứ trưởng đặc trách về sức sách của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Global Posture Review sẽ là khuôn khổ để điều chỉnh vị thế chiến lược sao cho phù hợp với các lợi ích của Mỹ trong những năm sắp tới. Chẳng hạn báo này chính là cơ sở để Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phê duyệt kế hoạch điều động một phi đoàn trực thăng tấn công đồng trú ở Đàm Hàng, hai chính sách mới trong triển khai các chiến đấu cơ, cũng như hợp tác với Úc về hậu cần. Tất nhiên, Global Portrait Review cũng đưa ra những phân tích khuyến nghị liên quan đến tương quan như vị thế của Mỹ, với các thách thức dính líu tới Nga, châu Âu, ISIS, Trung Đông, châu Phi, Trung và Nam Mỹ. Song hiện nay và sắp tới, tàu cộng vẫn là thách thức lớn nhất, đáng chú ý nhất. Những đối sách liên quan đến tàu được nhấn mạnh rằng xem là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Mỹ đã phê chuẩn các khuyến nghị trong Global Portrait Review.